Những vị cứu trợ vô hình, Le Peter. Chương 20, đường đạo lúc sơ tu. Các sách đạo Đông Phương dạy rằng nhân loại có bốn phương tiện để tìm cửa đi vào đường tiến bộ tinh thần. Một, sự giao thiệp với những người đã đi trước trên con đường đạo. Hai, nghe giảng hoặc đọc những tài liệu về triết lý huyền bí. Ba, suy nghĩ và trực nghiệm, nói cách khác nhờ mạnh lực của trí tuệ và sự suy luận mà con người có thể tự thấu đạt được chân lý, hoặc ít ra cùng một phần chân lý. 4. Thực hành đức hạnh, nghĩa là nhờ sống đức hạnh trong nhiều kiếp liên tiếp, mà không bắt buộc phải mở mang trí thức. Cuối cùng cũng phát sinh được trực giác trong con người, từ đó họ có thể hiểu được sự lợi ích của con đường đạo và hướng dẫn họ nhận thấy được cửa để đi vào. Bằng cách này hay cách khác, khi con người đã đến trình độ này thì con đường đưa đến quả vị chân sư cao cả đã bày ra trước mắt. Phần sự của con người là bắt đầu tiến bước. Đối với các sinh viên huyền bí học, cũng cần nhắc là ở vào trình độ tiến hóa hiện tại, chúng ta không thể nào hiểu được trọn vẹn hoặc gần đầy đủ về các cấp bậc cao cả khác, mà chỉ cần biết những cấp độ thấp của con đường này. Đối với những cấp bậc cao hơn, chúng ta chỉ biết rất ít ngoài trừ tên gọi. Mặc dù thỉnh thoảng chúng ta có thể thoáng thấy sự vinh quang không thể tả đi kèm theo các cấp bậc ấy. Giáo lý bí truyền cho biết rằng những giai đoạn này được phân nhóm thành ba thời kỳ chính. Một, thời kỳ sơ tu. Ở giai đoạn này, hành giả không buộc phải nhận một lời cam kết đặc biệt nào và cũng không có một cuộc điểm đạo thiệt thọ nào được thừa nhận. Giai đoạn này đưa con người đến trình độ có thể vượt qua một cách an toàn, điều mà thông thiên học thường gọi là giai đoạn phản xét của cuộc tuần hoàn thứ năm. 2. Thời kỳ tuân giữ lời thề nguyện, hay là con đường thiệt thọ, được chia làm 4 cấp bậc theo các kinh sách Đông Phương, đó là 4 thánh đức. Cuối thời kỳ này, người đệ tử sẽ đắc quả vị chân tiên, đó là cấp bậc mà nhân loại phải đạt đến vào lúc chấm dứt cuộc tuần hoàn thứ 7. 3. Thời kỳ chánh thức. Trong giai đoạn này, vị chân tiên sẽ lãnh một phần việc nhất định trong sự cai quản thế giới theo đại luật vũ trụ. Đành rằng tất cả các vị chân tiên và cả đến những vị đệ tử khi đã được thâu nhận thiệt thọ rồi đều trợ lực vào công việc vĩ đại là giúp đỡ cho sự tiến hóa của nhân loại. Nhưng các vị cao cả hơn nhận lãnh trách nhiệm cai quản những bộ phận đặc biệt trong tổ chức của vũ trụ, giống như các vị bộ trưởng trong một quốc gia có tổ chức trật tự thế gian. Trước khi bàn tới chi tiết của thời kỳ sơ tu, chúng ta cần nhận thấy rằng phần nhiều các thánh thư Đông Phương chỉ xem thời kỳ này như phần dự bị, chớ chưa đi hẳn vào con đường thiệt thọ. Vì sau khi chấp nhận những lời thề nguyện rồi, người đệ tử mới được xem như đã thật sự nhập vào đường đạo. Có nhiều sự lẫn lộn khác nhau, có khi người ta bắt đầu kể thời kỳ sơ tu nhưng lại khởi sự từ khi bước vào đệ nhị cấp đệ tử thiệt thọ. Có khi chỉnh các giai đoạn được kể, có khi là kể các cuộc điểm đạo đưa đến các giai đoạn ấy. Vì thế khi đọc sách, chúng ta cần kiên nhẫn nhận định để tránh hiểu sai lệch ý nghĩa. Đặc tính của thời kỳ sơ tu khác hẳn các thời kỳ khác. Sự phân chia những giai đoạn của thời kỳ này không được rõ ràng như ở các nhóm cao, nhưng và những giới luật cùng kèm chính xác. Nhưng điểm sau cùng sẽ dễ giải thích hơn sau khi liệt kê 5 cấp bậc của thời kỳ với những điều kiện tất yếu cho mỗi bậc. 4 bậc đầu đã được ông Mohini Mohun Chatterjee miêu tả một cách khá rõ ràng trong tập thứ nhất của bản tường trình tại trụ sở London. Độc giả nên tìm đọc vì trong đó có những định nghĩa đầy đủ hơn trong khuôn khổ của quyển sách này. Nhiều điều chỉ dẫn rất quý báu về vấn đề này cũng đã được bà hội trưởng Annie Besant trình bày trong những quyển sách
Con đường của người đệ tử, The Path of Discipleship, và trước thềm thánh điện, In the Outer Court. Những tên gọi các cấp bậc có thể không giống nhau, vì trong những sách đó tác giả cũng đã dùng danh từ Bắc Phạn Ấn Độ Sanskrit, trong khi từ ngữ Nam Phạn Pali được dùng ở đây là của Phật giáo, có thể nói là chủ đề đem ra bàn từ một khía cạnh khác nhau, nhưng những điều kiện tất yếu vốn giống nhau, tuy hình thức bên ngoài thay đổi. Sau đây, mỗi danh từ trước tiên sẽ được dịch nghĩa theo từ điển và đặt trong dấu ngoặc. Kế đó là sự giải thích thường được chân sư giảng dạy. Thời kỳ thứ nhất được các Phật tử gọi là 1. Manovaravachana, sự mở cửa trí tuệ, hoặc có thể gọi là thoát ra từ cửa trí tuệ. Thí sinh đạt được một lòng tin vững chắc về tính vô thường và vô giá trị của tất cả lời lọc trần gian. Đó là điều mà người ta thường diễn tả là nghiên cứu sự khác biệt giữa điều chân và điều giả. Muốn đạt đến mức độ này, thường phải cần nhiều thời giờ và nhiều bài học khó khăn. Lẽ tất nhiên, ở bước đầu tiên không ai có thể làm gì khác hơn để tiến bộ thật sự. Vì không người nào quyết tâm đi vào đường đạo mà không có ý ham thích những điều cao thượng và từ chối vật chất trần gian. Sự quyết định này có được do lòng tin chắc rằng ở thế gian chẳng có điều gì có giá trị so với đời sống cao thượng. Người Ấn gọi bước đầu tiên này là Viveka, hay là tánh phân biệt. Ông Sinnet diễn tả điều ấy như là sự phục tùng theo chân ngã. 2. Parikama, chuẩn bị thực hành. Trong thời kỳ này, thí sinh học tập làm điều tốt chỉ bởi vì đó là điều tốt, mà không nghĩ đến việc có lời hoặc có hại cho mình trong hiện tại hay trong tương lai. Như lời dạy của các kinh sách Đông Phương, phải nhận lãnh quả báo do hành vi của mình một cách bình thản. Tánh thản nhiên này là kết quả tự nhiên của giai đoạn trước. Vì sau khi nhận thấy được tính chất hư ảo và tạm bợ của tất cả những lời lọc ở thế gian, hành giả không cần đến nó nữa. Một khi linh hồn đã được soi sáng bởi ánh quang minh rực rỡ của chân lý, nó không thể nào còn ham muốn những điều kém cao thượng nữa. Người Ấn gọi sự dứt bỏ này là Vairagya. 3. Upacharo, chuyên tâm hay phẩm hành. Đây là giai đoạn phải tập cho được 6 đức tịnh tốt. Những đức tịnh đó được gọi theo danh từ Nam Phạn Pali như sau: A. Samo, sự trầm tĩnh, sự trong sạch và bình tĩnh của tư tưởng do kiểm soát được hoàn toàn cả trí. Ấy là kết quả rất khó đạt được nhưng rất hữu ích, vì nếu cả trí không tuân theo ý chí thì nó không trở thành một dụng cụ hoàn hảo cho công việc của chân sư trong tương lai. Đức tịnh này có một ý nghĩa rất rộng rãi. Nó gồm có sự tự chủ đồng thời với sự bình tĩnh được diễn tả trong chương 19, rất hữu ích khi làm việc ở cõi trung giới. B. Damo, sự chỉ ngự, hành động và lời nói hoàn toàn trong sạch và uy nghi. Đức tịnh này cũng là kết quả tự nhiên của đức tịnh trước. C. Uparati, sự ngưng lại, tức là từ bỏ sự mê tín, hay là từ bỏ sự tin tưởng rằng một hành vi hay nghi lễ do một tôn giáo nào đã quy định là cần thiết. Nhờ đó, kẻ chỉ nguyện sẽ được độc lập về tư tưởng cùng với sự khoan dung, rộng rãi, cao thượng. D. Tikiha, tính nhẫn nại hay chịu đựng. Cần phải hiểu danh từ này là cách xếp đặt cho con người sẵn sàng chịu đựng một cách vui vẻ tất cả những gì mà quả báo có thể đưa đến, và từ bỏ vật chất trần gian những khi cần phải bỏ bất kỳ thứ nào. Danh từ này cũng bao hàm ý tưởng hoàn toàn không thù hận. Vì ta hiểu rằng kẻ nào làm điều quấy với ta thì kẻ ấy sẽ gặt hái nhân quả riêng của họ. E. Samadana, sự chủ tâm, đó là sự tập trung tâm trí, chỉ rằng dù có bị cám dỗ cũng không thể rời bỏ con đường đạo.
Đức tính này rất tương ứng với mục tiêu cố định đã được bàn đến trong chương trước. F. Sada. Lòng tin cậy vào chân sư và chính mình. Nói cách khác, đệ tử phải vững tin vào khả năng của chân sư. Nếu đệ tử còn ngờ vực về năng lực của chính mình, thì trong lúc ấy hắn cũng đã có sẵn trong người vài tia sáng thiêng liêng. Một ngày kia khi nó trở thành ngọn lửa, nó sẽ giúp hắn làm được những gì mà thầy của hắn đã làm. 4. Anuloma. Mệnh lệnh trực tiếp hay sự kế thừa. Đức tính này là kết quả tự nhiên của ba đức tính trước. Trong giai đoạn này, hành giả có sự mong muốn nhiệt thành, được giải thoát khỏi đời sống thế gian và hiệp nhất với sự sống tối thượng. 5. Gotrabu. Điều kiện để được điểm đào. Ở giai đoạn này, thí sinh gom lại những điều đã thâu thập được lúc trước và làm cho nó vững chắc thêm, rất cần thiết cho sự tiến bộ kế tiếp. Khi đó họ đặt chân lên đường đào thiệt thò và được thâu nhận làm đệ tử chính thức. Đạt đến trình độ này rồi thì sự điểm đào để vào bậc kế tiếp sẽ thành tựu rất mau lẹ. Về câu hỏi ai là người Gotrabu, Đức Phật trả lời: người nào thực hành đầy đủ những điều kiện mà tiếp theo đó là sự khởi đầu thành đạo, kẻ ấy là vị Gotrabu. Sự minh triết cần phải có để được thâu nhận vào con đường thánh đức, the path of holiness, được gọi là Gotrabu Gana. Chúng ta đã thoáng nhìn qua các bước tiến của các thời kỳ sơ tu. Bây giờ tôi phải nhấn mạnh lại về điểm đã đề cập lúc ban đầu. Ở cấp bậc sơ đẳng này, những điều kiện và những đức tính đã kể ra không bắt buộc hành giả phải thi hành đến mức hoàn toàn. Ngài Mohini nói rằng, nếu tất cả các đức tính đều phát triển đầy đủ, thì đệ tử sẽ trở thành chân tiên nổi trong một kiếp sống. Nhưng đương nhiên, trường hợp này rất ít có. Thí sinh phải phấn đấu không ngừng để rèn luyện các đức tính này. Nhưng sẽ là một sự sai lầm nếu nghĩ rằng không ai tiến lên được bước kế tiếp. Nếu chưa phát triển đầy đủ các đức tính này một cách trọn vẹn, cũng không bắt buộc phải phát triển theo thứ tự nối tiếp nhau của từng đức tính. Thật ra trong nhiều trường hợp, hành giả có thể mở mang cùng một lúc tất cả các đức tính, chứ không cần phải theo thứ tự. Cũng nên hiểu rằng một người kia có thể theo con đường đào một cách tốt đẹp mà không nhận thức chút nào về sự hiện hữu của nó. Có nhiều tín đồ thuần thành của Cơ Đốc giáo, cũng như có nhiều người nhiệt thành theo phái tự do tư tưởng free thinker, đã tiến xa trên đường đào đưa họ đến cuộc điểm đào mà trong suốt đời sống họ chưa bao giờ nghe nói đến danh từ huyền bí học. Tôi đặc biệt nêu ra hai hàng người này bởi vì những tôn giáo khác đều công nhận là có thể phát triển được huyền bí học. Người nào mong muốn tìm hiểu những gì khác hơn là những lễ bái công truyền thì chắc chắn họ sẽ tìm tòi cho kỳ được. Cũng cần phải lưu ý là những giai đoạn của thời kỳ sơ tu không cách nhau bởi những cuộc điểm đào đúng theo ý nghĩa của nó. Và chắc chắn ở những giai đoạn này cũng phải gặp nhiều gian nan cùng đủ các loài thử thách ở tất cả các cõi, nhưng có thể được bù đắp lại bằng những kinh nghiệm quý giá. Và nếu không có gì trở ngại, họ có thể nhận được những sự trợ giúp và những chỉ dẫn gián tiếp. Đôi khi chúng ta dùng danh từ điểm đào một cách quá hời hợt, thì dù như dùng để nói đến những cuộc thử thách mà tôi vừa kể. Nói một cách chính xác, danh từ này chỉ nên áp dụng cho những nghi thức trang nghiêm dùng để thừa nhận chính thức cho người đệ tử lên được cấp cao hơn. Nghi thức này phải do một vị cao cả được chỉ định, nhân danh đấng duy nhất chỉ tôn cầm quyền điểm đào và đặt vào tay thí sinh chiếc chìa khóa trí thức mới, chiếc chìa khóa cần thiết để dùng ở trình độ mới mà thí sinh vừa đạt được. Một cuộc điểm đào như thế đánh dấu sự tiến bước lên cấp bậc mà chúng tôi sắp đề cập đến, và cũng là sự vượt qua mỗi giai đoạn của thời kỳ kế tiếp.
Chương 21, con đường đào thịt thò. Trong khi tiến hành có bụng giai đoạn đánh dấu con đường đào này, cần phải dứt bỏ cho được 10 Samyojana hay là chuyện ngài, vì nó ràng buộc con người vào lòng vòng luân hồi và ngăn cản không cho đến cõi niết bàn. Nơi đây ta sẽ thấy sự khác biệt giữa thời kỳ phải tuân thủ lời thề nguyện và thời kỳ sơ tu, là vì ở thời kỳ này đệ tử phải gắn bó bởi những lời cam kết. Bây giờ điều quan hệ không phải là sự cởi bỏ được nhiều hay ít chướng ngại trước khi có thể tiến được từ cấp này sang cấp khác. Thí sinh phải hoàn toàn giải thoát được vài giây trói buộc. Trong số những chướng ngại này, khi liệt kê những chướng ngại, chúng ta sẽ nhận thấy được sự gắt gao của những điều kiện ấy, và người ta sẽ không còn thấy là khi đọc được trong các thánh thư là có khi cần phải cần 7 kiếp luân hồi mới vượt qua khỏi đoạn đường. Mỗi giai đoạn trong 4 giai đoạn hay bước tiến là được chia ra thành 4 phần như sau. 1. Matgo, đường đào, lúc này sinh viên cố gắng dứt bỏ các mối dây ràng buộc. 2. Pala, kết quả, trong đó sinh viên nhận thấy kết quả do sự hành động hiện ra càng ngày càng rõ ràng. 3. Bhavagat, hoàn thành, là thời kỳ mà kết quả đã thu hoạch đầy đủ, sinh viên trở nên có khả năng làm tròn phần sự một cách thỏa đáng và đứng vững ở trên đồ này. Cuối cùng, 4. Gochabu, có tư cách được điểm đào đánh dấu thời giờ, họ được xứng đáng nhận lãnh kỳ điểm đào kế tiếp. Giai đoạn thứ nhất là 1. Sotapatti hay Soan Tu Đà Hoàng, đệ tử lên đến bậc này được gọi là Soani hay Sotapanna, người đã nhập lưu. Vì từ đây, nếu sự tiến bộ của họ có thể bị chậm lại, hay nếu họ không chống nổi những cảm dỗ tinh vi hơn và nhất thời rời khỏi đường đạo, thì họ cũng không thể nào hoàn toàn lìa khỏi tinh thần để trở thành người tầm thường được. Họ đã nhập vào dòng tiến hóa cao thượng của nhân loại mà tất cả nhân loại phải nhập vào khi đến giữa cuộc tuần hoàn thứ 5 sắp tới, ngoài trừ những người bị rớt lại do tạm thời chưa đủ sức tiện theo làn sóng sinh hoạt vĩ đại và phải đợi đến lúc dải hành tinh sau được thành lập. Khi đạt đến trình độ điểm đạo này, vì đệ tử đã vượt qua đa số nhân loại và đi trước họ cả một cuộc tuần hoàn, tức là một vòng 7 bầu hành tinh của chúng ta, và do đó họ đã được chắc chắn không bị loại khỏi triều lưu vào cuộc tuần hoàn thứ 5. Do đó có khi họ được gọi là người được cứu vớt, the saved, hay là người được an toàn, the saved one. Ý tưởng này bị hiểu lầm và là nguyên nhân cho lý thuyết lạ lùng về sự cứu rỗi do một vài thành phần của giáo hội Thiên Chúa công bố. Sự vĩnh phúc này có ghi trong vài kinh sách giúp con người không phải để tránh khỏi những nỗi thống khổ đời đời, như được ngụ ý bởi những kẻ vô minh. Những chướng ngại mà người đệ tử phải loại ra trước khi bước qua giai đoạn kia là 1. Sakkaya Ditthi, ảo vọng của bản ngã. 2. Vikicchha, nghi ngờ hay không chắc chắn. 3. Silabbata Paramasa, mê tín dị đoan. Chướng ngại thứ nhất là ý thức của bản ngã. Khi con người tự đồng hóa với phàm nhân thì đó chỉ là ảo tưởng, cần phải loại trừ trước khi bước vào con đường hưởng thường chân chánh. Nhưng việc loại trừ trọn vẹn chướng ngại này còn có ý nghĩa cao hơn nữa. Nó bao hàm việc nhận thức sự kiện là con người trong bản chất là một với tất cả, vì thế sẽ không có những quyền lợi nào trái nghịch với quyền lợi của các huynh đệ, và những tiến bộ thực sự thì tương ứng với những cố gắng để giúp cho những tiến bộ của kẻ khác. Dấu hiệu trọng yếu hay ẩn chứng cho việc vị đệ tử đã đạt được quả vị Tu Đà Hoàng là lần đầu tiên vị đệ tử được vào cõi kế tiếp bên trên cõi thượng giới gọi là cõi Bồ Đề,
Lần đầu tiên trong một lúc ngặn ngùi vì việc tự nhận thấy thoáng qua cảnh tràng kỳ diệu cao tột của cõi giới này, tuy chỉ thoáng tiếp xúc với cảnh thấp nhất của cõi Bồ Đề, vì đệ tử đạt được kinh nghiệm không thể quên được. Từ đây tầm mắt của họ mở rộng đến một thế giới mới và làm cho cảm giác và tư tưởng của họ được biến đổi hoàn toàn. Đây là lần thứ nhất nhờ sự mở rộng tâm thức nơi cõi này, vì đệ tử nhận chân được đặc tính duy nhất ẩn tàng bên trong toàn thể. Đó không phải chỉ là một ý tưởng suông của lý trí, mà là một sự kiện xác thực phô bày ra trước mắt. Đó là lần thứ nhất mà hành giả thật sự nhận biết được vài điều cương yếu chính xác của thế giới mà họ đang sống. Đó là lần đầu tiên hành giả thoáng thấy được thế nào là tình thương và lòng từ bi của các vị chân sư cao quý. Đối với điều chứng ngài thứ hai, sự nghi ngờ, chúng ta cần phải cẩn thận về danh từ, chịu ảnh hưởng của thói quen, suy nghĩ theo tinh thần Âu Châu, nên chúng ta thấy thật là bất hạnh nếu phải tuân theo những ý kiến độc đoán, bắt buộc đệ tử phải thực hành, cũng như nghe theo một nhà huyền bí học, cho rằng sự nghi ngờ là một chướng ngại cho sự tiến bộ. Chúng ta nghĩ rằng như vậy có khác gì những người mê tín hiện nay, họ tin tưởng mù quáng và những tín điều, nghĩ như thế là hoàn toàn sai lầm. Sự nghi ngờ, hay nói đúng hơn là không tin chắc về vài vấn đề, sẽ cản trở sự tiến bộ tâm linh. Và chính sự tin tưởng mù quáng cũng là một chướng ngại. Lòng tin xác quyết phải có căn cứ trên kinh nghiệm cá nhân hoặc do suy luận theo toán học. Một đứa trẻ còn nghi ngờ sự đúng đắn của bảng cửu chương thì không thể nào hy vọng học toán được tiến bộ. Chỉ khi nào nó hiểu được sự chính xác của bảng cửu chương nhờ suy luận hoặc nhờ kinh nghiệm thì nó mới hết nghi ngờ. Khi đó nó tin rằng 2 nhân với 2 là 4, chẳng phải do người ta bảo nó như vậy, mà vì kết quả đó đối với nó là một sự kiện hiển nhiên. Đó chính là phương pháp, và là một phương pháp duy nhất mà nhà huyền bí học đã thực hành để chiến thắng tính nghi ngờ. Vichikicca được định nghĩa là sự nghi ngờ đối với những giáo lý về nhân quả và luân hồi và hiệu quả tốt lành mà con đường thánh đức đưa đến. Khi dứt bỏ được chướng ngại này thì hành giả sẽ có lòng tin tuyệt đối rằng giáo lý bị truyền về những vấn đề này là đúng thực. Sự tin tưởng này đặt căn bản trên sự hiểu biết trực tiếp của cá nhân hoặc do trí phán đoán. Chướng ngại thứ ba phải loại trừ gồm tất cả những tín ngưỡng lầm lạc không do suy luận, tất cả những khuynh hướng cho rằng việc huấn luyện tinh thần phải lệ thuộc vào những cuộc hành lễ và những nghi thức bề ngoài. Muốn trừ bỏ được trở ngại này, hành giả phải tập tịnh tin cậy nơi chính mình, chứ không nhờ vào kẻ khác, cũng không nhờ cậy vào hình thức bên ngoài của một tôn giáo nào. Ba chữ ngài đầu tiên tạo thành một chuỗi không rời nhau. Kể đó, hành giả có thể nhận thức được phần nào sự diễn tiến của luật luân hồi và do đó không còn nghi ngờ về vấn đề này nữa. Khi ấy, sự hiểu biết của chân nhân là tinh thần bất diệt sẽ giúp cho vị đệ tử tin tưởng vào sức mạnh tâm linh của chính mình và dứt bỏ được sự mê tín dị đoan. 2. Sakadagami, tứ đà hàm. Đệ tử được thu nhận vào giai đoạn thứ hai lần này được mệnh danh là tứ đà hàm. Người sẽ trở lại chỉ một lần. Nói cách khác, một người đến bậc này thì chỉ cần một kiếp luân hồi nữa là đến bậc A-la-hán. A-hát, trong giai đoạn này không còn chuyện ngày nào khác cần phải trừ bỏ, nhưng vì đệ tử cần cố gắng làm giảm bớt đến mức tối thiểu những điều còn trói buộc họ. Đây là thời kỳ phát triển mạnh mẽ về tâm linh lẫn trí thức, những năng lực thần thông. Nếu chưa được mở mang, cần phải được hoạch đắc trong thời kỳ này, vì thiếu nó, đệ tử sẽ không thể đồng hóa được những trí thức mà bây giờ cần phải truyền trao cho họ. Và vì đệ tử cũng sẽ không có đủ tài năng làm công việc ở cõi trên để giúp đỡ nhân loại,
đó là phần sự mà từ đây họ có đặc quyền công tác, vì đệ tử phải có đủ sức tùy ý sử dụng một cách có ý thức thể vía trong lúc thể xác thân đang thức, và đến lúc ngủ thì có thiên đàng sẽ mở rộng cho họ. Bởi vì tâm thức của con người khi tách ra khỏi xác thân luôn luôn ở vào cấp bậc kế bên trên, cao hơn cấp bậc mà tâm thức tác động lúc đang ở trong xác thân. 3. Anagami, Anaham, người sẽ không trở lại nữa, được gọi như thế bởi vì khi đã đến cấp bậc này rồi sẽ đủ sức tiến lên cấp kế trên ngay. Trong kiếp hiện tại, trong khi thi hành phần sự hàng ngày, người vui hưởng được nhiều sự tiến bộ cao quý nhờ đã có được toàn vẹn những quyền năng vô giá tương xứng với cõi thiên đàng. Vào lúc ban đêm, khi tách ra khỏi xác thân, người này lại thấy tâm thức của mình mở rộng một cách tuyệt diệu thuộc Bồ Đề Tâm. Khi thành tựu bước đi này, người sẽ giải thoát khỏi các chướng ngại cuối cùng còn sót lại, đó là 4. Kamaraga, quyền luyện những cảm giác vui thích theo kiểu luyện ảo ở thế gian. 5. Patiga, tất cả những điều có thể sinh ra phẫn nộ hoặc oán ghét. Thí sinh nào đã dứt bỏ được các chướng ngại này thì không còn bị ảnh hưởng bởi tình cảm hoặc thương yêu hay oán ghét. Những trạng thái quyến luyến hoặc mất bình tĩnh ở cõi trần không thể ảnh hưởng và đeo níu họ nữa. Đến đây chúng ta cần đề phòng một quan niệm sai lầm thông thường có thể xảy ra. Tình yêu nhân loại dưới hình thức thanh khiết nhất và cao thượng nhất không bao giờ mất đi, cũng không bao giờ giảm đi do sự luyện tập huyền bí học. Trái lại, tâm bác ái sẽ tăng thêm và mở rộng ra cho đến khi lan tràn khắp cả nhân loại. Bằng với sự nhiệt tâm mà ban đầu họ chỉ ban ra cho một vài người, cuối cùng thì sinh viên cũng vượt lên trên những điều nghìn lần từ phàm nhân của những người chung quanh và được tự do tự tài, thoát khỏi sự bất công thiên vị của loài tình cảm thông thường ở thế gian. Chúng ta cũng không bao giờ nên cho rằng khi tập được tình thân ái bao la đối với tất cả mọi người thì sẽ bị mất đi tình thương riêng biệt đối với những người thân. Mối liên hệ mật thiết giữa Ananda và Đức Phật hoặc Thánh John với Chúa Jesus là một bằng chứng chỉ rằng tình thân ái này tăng trưởng vô lượng. Sợi dây liên lạc giữa chân sư và các đệ tử của Ngài bền vững hơn tất cả mọi mối ràng buộc nào khác ở thế gian. Vì lòng thân ái phát khởi khi đi trên con đường thánh đức là lòng thân ái giữa các chân nhân egos, chứ không chỉ giữa các phàm nhân personalities. Cho nên nó mạnh mẽ và bền vững, không bị giảm sút hay thay đổi, bởi vì tình yêu tuyệt đối giải trừ được mọi mối sợ hãi. 4. Arhat, La Hán, người đáng tôn kính, người hoàn toàn. Khi đến cấp bậc này, người chỉ nguyện được an lạc thường xuyên trong tâm thức cõi Bồ Đề và có thể dùng sức mạnh và năng lực của cõi ấy trong lúc đang ở trong thể xác. Khi tách ra khỏi xác thân, trong lúc ngủ hoặc lúc đại định, người liền nhập vào cõi Niết Bàn, là cảnh cực lạc không thể tả xiết. Trong giai đoạn này, nhà huyền bí học phải đoàn trừ những tàn tích cuối cùng của năm chướng ngại còn sót lại, đó là 6. Ruparaga, ham thích cõi sắc giới hữu hình. 7. Aruparaga, ham thích đời sống vô sắc giới. 8. Mano, sự kiêu căng. 9. Uddacha, sự não đồng hay tánh dễ dần. 10. Avijja, vô minh. Nơi đây chúng ta có thể nhận ra rằng khi đoạn trừ được Ruparaga, sự ham thích ở cõi sắc giới hữu hình, nhà huyền bí học sẽ bị dứt bỏ sự ham muốn đời sống thế gian, dù là cuộc sống vĩ đại cao quý nhất, và cũng dứt bỏ đời sống ở trung giới và thượng giới, dù có đẹp đẽ huy hoàng đến đâu đi nữa.
người cũng phải dứt bỏ các khuynh hướng về sự ưa thích và chán ghét vẻ đẹp hay xấu bề ngoài của người hay vật. Aruparaga, sự ham sống dù ở những cõi cao nhất không hình thể như cõi thường trí hoặc cao hơn nữa là cõi bồ đề, tuy cao nhã ít tham dục nhưng vẫn còn có hình thức ích kỷ, cho nên cũng cần phải dứt bỏ, cũng như phải dứt bỏ các dục vọng thấp kém. Uddacha đúng nghĩa là tính chất sao động của cả trí. Người nào giải trừ được tầng gốc chướng ngại này sẽ giữ vững được sự bình tĩnh không lay chuyển. Tất cả những gì xảy đến không còn lay động được sự an tịnh trang nghiêm của người. Giải thoát khỏi sự vô minh sẽ đem đến một trí thức trọn vẹn, nói đúng hơn là sự toàn tri. Đối với các sự việc thuộc về dạy địa cầu của chúng ta, khi tất cả các chướng ngại đã được giải trừ, chân nhân tiến lên đến giai đoạn thứ 5 và trở thành chân tiên. 5. Aseka, chân tiên. Người không còn điều gì phải học nữa, đây là nói về dạy địa cầu của chúng ta. Ở giai đoạn hiện tại, chúng ta không thể hiểu biết được cấp bậc mới này gồm có những gì. Tất cả vẻ huy hoàng, sáng chói của cõi Niết Bàn phơi bày trước mắt của vị chân tiên, lúc đang ở trong xác thân. Khi người thấy thích hợp phải rời bỏ xác thể, người có thể vượt lên cao hơn, đến một cõi mà chúng ta chỉ mới biết tên thôi, cũng như giáo sư Rhys Davids đã giải thích, người đó bây giờ không còn một chút lỗi lầm nào. Người thấy và định giá trị đúng thật về những sự việc của thế gian. Tất cả những sự xấu xa đã bị diệt tận gốc khỏi linh hồn của người. Người chỉ còn cảm thấy những ý muốn đức hạnh cho mình. Người biểu lộ lòng từ bi, dịu dàng và tình bác ái bao la đến cho kẻ khác. Để cho thấy rõ là lòng bác ái không còn bị mất nơi người, kinh từ bi Metta Sutta đã nói về tình trạng tinh thần của vị chân tiên như sau. Như tình thương của một bà mẹ liều mình để bảo vệ đứa con độc nhất, đó là sự thương yêu cần phải biểu lộ với tất cả nhân loại, mong sao thiện ý bao la ngự trị khắp thế giới, ở trên, ở dưới, khắp bốn phương, không hạn chế, không lẫn lộn một lợi ích đối kháng nào khác. Khi một người giữ vững được tình trạng tinh thần này, dù đứng hay đi, ngồi hay nằm cũng không thay đổi, thì người đã thực hành xong thánh ngôn ngay trong kiếp sống này. Thánh đức đã biểu lộ. Chương 22. Vượt khỏi sự tiến hóa của nhân loại. Qua khỏi thời kỳ này, tất nhiên chúng ta không thể hiểu được một chút gì về những điều kiện cần thiết cho những cấp cao hơn mà con người khi đã đến bậc chỉ thiền rồi còn phải tiến thêm nữa. Chúng ta không còn nghi ngờ là sau khi đắc quả chân tiên, trình độ tâm linh của Ngài đã phát triển đến mức tột cùng. Vì thế, khi nói về sự tiến bộ cao hơn đối với Ngài, chỉ có nghĩa là vẫn còn những kiến thức rộng lớn hơn và những năng lực tinh thần tuyệt diệu hơn. Chúng ta được biết rằng, khi con người đạt đến trình độ tâm linh cao tột ấy, hoặc theo con đường tiến hóa chậm chạp của đa số nhân loại, hoặc do sự cố gắng vượt lên trước, thì con người đã tuyệt đối làm chủ định mạng của chính mình và tự chọn con đường cho cuộc tiến hóa sắp tới trong 7 đường mở rộng trước mặt. Ở giai đoạn hiện tại, đương nhiên là chúng ta không thể hiểu được nhiều về việc này. Những điều chỉ dẫn tổng quát chỉ có thể cho chúng ta biết được một phần nào mà thôi. Chúng ta chỉ biết rằng phần đông các ngài từ bỏ hoàn toàn ngôi vị chân tiên ở dải trái đất của chúng ta, vì nơi đây không còn gì cần học hỏi cho sự tiến bộ cao, tiến hóa cao tột của các ngài. Một trong những đường này, theo từ ngữ chuyên môn là nhập Niết Bàn. Các ngài sẽ ở vào trạng thái cao siêu này một thời gian rất dài, không thể tính được. Các ngài chuẩn bị thi hành công tác gì và cách thức tiến hóa sắp tới của các ngài ra sao, chúng ta không biết được chút nào. Nói cho đúng, dù chúng ta có được giải thích về những vấn đề này, chắc chắn với trình độ hiện tại, chúng ta vẫn không thể nào hiểu nổi, nhưng ít ra chúng ta cũng biết được một cách tổng quát như sau.
Sự toàn phúc ở Niết Bàn không phải là một sự tịch diệt trống vắng như một số người lầm tưởng. Trái lại, nó bao hàm một sự hoạt động vô cùng mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Cứ theo đà tiến lên trên nấc thang tiến hóa thiên nhiên càng cao hơn, con người càng có khả năng rộng lớn hơn và công tác vị tha trở thành vĩ đại rộng lớn hơn. Đối với vị chân sư thì sự minh triết và quyền năng vô hạn chỉ có nghĩa là một năng lực vô biên để phụng sự, vì điều đó được hướng dẫn bởi tấm lòng từ bi vô lượng. Những vị khác chọn sự tiến hóa tâm linh không hoàn toàn xa lạ với nhân loại. Tuy không trực tiếp đi theo đà tiến hóa với nhân loại sang qua dải địa cầu kế tiếp như đã được thiên cơ hoạch định cho hệ thống tiến hóa của nhân loại hiện thời, đó là sự tiếp tục trong hai thời kỳ dài tương ứng với cuộc tuần hoàn thứ nhất và thứ nhì. Sau đó dường như các ngài cũng sẽ nhập Niết Bàn nhưng với cấp bậc cao hơn. Một số vị nhập vào đường tiến hóa của thiên thần hoạt động theo dải địa cầu vĩ đại gồm 7 dải như dải địa cầu của chúng ta, mà mỗi dải đối với các ngài như một thế giới duy nhất trong 7 đường tiến hóa. Con đường này có vẻ chậm chạp và ít hiểm trở nhất, có khi nó còn được gọi là con đường của những vị không muốn trở thành thượng đế. Nếu so sánh với những sự từ bỏ cao thượng của các vị Nimanakaya thì con đường này được xem như chỉ từ bỏ có một nửa. Khi vị chân tiên lựa chọn con đường đó thì một cuộc sinh hoạt vinh quang sẽ phơi bày ra trước mặt. Tuy không phải là con đường ngắn nhất nhưng nó rất cao quý. Con đường này đã được bà Mary, mẹ của Đức Jesus, sau khi đã đạt đến trình độ chân tiên, bà được giao phó cho chức vụ rất đặc biệt và cao quý, đó là Đức Mẹ Thế Giới. Những vị Nimanakaya từ chọn tất cả những con đường dễ dàng để chọn con đường dốc đứng hiểm trở nhất, đưa đến những đỉnh cao tột. Những vị đó hợp thành điều mà người ta gọi một cách thi vị là tường thành bảo hộ Guardian Wall, như đã được đề cập đến trong quyển Tiếng Vô Thinh, The Voice of the Silence. Như sau, bảo vệ thế gian khỏi những thống khổ và buồn thảm càng ngày càng gia tăng, không phải là bảo vệ thế gian chống lại ảnh hưởng xấu xâm nhập từ bên ngoài, mà các ngài dùng hết năng lực của các ngài để ban rải khắp thế gian sức mạnh và sự cứu trợ tâm linh. Nếu thiếu sự giúp đỡ ấy, chắc chắn thế gian sẽ lâm vào cảnh trạng tuyệt vọng hơn hiện nay. Còn có những vị trực tiếp gần gũi với nhân loại, tiếp tục đầu thai trong nhân loại và chọn con đường vượt ra ngoài 4 cấp bậc đầu mà ở đoạn trước chúng tôi gọi là thời kỳ chính thức, Official Peers. Trong số này là những vị chân sư minh triết dạy dỗ chúng ta minh triết thiêng liêng, và chúng ta đã được học hỏi từ các ngài một số ít các điều hiểu biết về sự điều hòa phi thường trong cuộc tiến hóa thiên nhiên. Dường như chỉ có một số ít các vị chân tiên hoạt động theo chiều hướng này, có lẽ như thế đã đủ thi hành công việc ở cõi vật chất này. Trong khi nghe nói đến các loài khả năng ấy, thỉnh thoảng một số người vội vàng phát biểu rằng ngoài sự lựa chọn con đường giúp ích nhiều nhất cho nhân loại, chân sư không nên chọn con đường nào khác. Nếu hiểu biết nhiều hơn, những người ấy sẽ không nói như thế. Chúng ta không bao giờ nên quên rằng trong Thái Dương Hệ, ngoài cuộc tiến hóa của chúng ta còn có nhiều cuộc tiến hóa khác nữa, có lẽ có sự cần thiết phải tham dự vào công việc trong toàn thể thiên cơ bao la của Thượng Đế. Do đó các vị chân tiên chia nhau làm việc trong tất cả 7 đường tiến hóa như chúng tôi đã diễn tả. Chắc chắn là mỗi vị chân sư sẽ lựa chọn đến nơi nào cần các ngài nhất và quên mình để thi hành phần sự dưới sự xếp đặt của các bậc uy quyền, cai quản phần việc này trong toàn thể cuộc tiến hóa vĩ đại. Đó là con đường đạo mở rộng trước mắt chúng ta, con đường mà mọi người đều phải bắt đầu bước đi, dù rằng lý thuyết tuyệt đỉnh này rất cao, nhưng nên nhớ chúng ta sẽ tiến đến đích tuy chậm chạp dần dần từ bước 1. Và những người hiện nay đã đến gần đỉnh,
khi xưa cũng đã khó nhọc lê từng bước trong bùn lầy, nơi các thung lũng giống như tình trạng của chúng ta hiện nay. Khi chúng ta mới bắt đầu tiến bước thì thấy con đường dường như khắc khổ, gian nan. Nhưng khi càng lên cao thì bước đi càng thêm vững chắc và phạm vi hiểu biết càng rộng lớn hơn. Đồng thời chúng ta cũng có thêm khả năng giúp đỡ các huynh đệ đang leo lên bên cạnh chúng ta. Bởi vì sự khó khăn và cực nhọc đối với phàm nhân, con đường tiến lên này đôi khi bị gọi một cách sai lạc là con đường thống khổ. Nhưng để thi vị hóa, bà Annie Besant đã viết như sau: trong những sự đau khổ, ngự trị một niềm vui sâu xa vĩnh cửu. Vì sự đau khổ thuộc về bản chất thấp kém, còn niềm vui thuộc về bản chất cao cả. Tất cả những thống khổ đều sẽ tiêu tan theo với dấu vết cuối cùng của phàm nhân. Còn đối với vị chân tiên cao cả thì vẫn luôn luôn sống trong sự bình an, hạnh phúc trường tồn. Ngài thấy tròn con đường đến tận cùng là sự an vui trọn vẹn. Những phiền muộn ở cõi đời này chỉ là một giai đoạn ngắn, tạm thời trong hành trình tiến hóa rất dài. Có một điều ít khi được nhắc đến là cảm giác hạnh phúc sâu xa đạt được trong khi chuyên tâm theo đường đạo là do sự nhận thức được từ mục đích của con đường đi, cũng như từ sự hiểu biết rằng quyền năng hữu ích trong việc phụng sự càng ngày càng tăng trưởng và bản chất thấp hèn dần dần bị tiêu diệt đến tận gốc rễ. Người ta nói rất ít về những tia hạnh phúc xuất phát từ những cảnh cao tuôn xuống đường đạo, về những lúc thoảng thấy sự vinh quang chói lọi, về sự tĩnh lặng không bị làm rối loạn bởi những bão tố nơi trần gian. Đối với người nào đã dẫn thân vào đường đào rồi, thì tất cả những con đường khác đều mất hết sự quyến rũ. Dù có những sự phiền muộn trên đường đi, cũng vẫn là chân hạnh phúc hơn cả cuộc vui thủ ở thế gian. Mong sao không có người nào cảm thấy tuyệt vọng chỉ vì nghĩ rằng công việc vượt quá khả năng. Điều nào đã có người làm được thì người khác cũng có thể làm được. Và nếu chúng ta cố gắng giúp đỡ những người ở trình độ thấp hơn, thì đến lượt chúng ta sẽ được giúp đỡ bởi những vị cao cả hơn. Trên đường đạo, từ người thấp nhất đến kẻ cao nhất đều liên hệ nhau. Người này liên kết với người kia bởi một chuỗi dài công việc hỗ tương lẫn nhau. Mong sao không có ai lầm tưởng rằng mình bị bỏ rơi hoặc cô độc. Những nấc thang giữa thấp của cây thang cao ngất có thể bị che lấp bởi sương mù, nhưng nhờ có nó mới leo được lên những nơi không khí trong lành, hạnh phúc, sáng lạng hơn. Rồi hết. Tiếp theo, thông thiên học, minh triết thiên liêng và hồi thông thiên học. Hội Thông Thiên Học được thành lập vào năm 1875 là một cơ cấu quốc tế với mục đích chính yếu là quảng bá tình huynh đệ đại đồng, được đặt căn bản trên sự nhận thức rằng sự sống bên trong mọi hình thể dị biệt, con người và mọi loài là duy nhất, không thể phân chia. Hội không áp đặt bất cứ sự tin tưởng nào lên hội viên. Hội viên của hội được kết hợp bởi một lý tưởng chung là tìm chân lý và mong muốn tìm hiểu về ý nghĩa cũng như mục đích của sự sống bằng cách học hỏi, quán chiếu, thanh lọc hóa cuộc sống và phụng sự trong tình thương. Thông thiên học là minh triết ẩn tàng trong tất cả các tôn giáo, nhưng thường bị che phủ bởi những mê tín dị đoan và những giáo điều thêm thắt về sau. Triết lý của thông thiên học giải thích rõ ràng, minh bạch về sự sống và chứng minh rằng vũ trụ được điều hành bởi tình thương và sự công bằng tuyệt đối. Những giáo huấn của thông thiên học giúp mở mang bản chất tinh thần tiềm ẩn trong con người. Từ đó, con người thoát khỏi mọi sự ràng buộc và sợ hãi. Địa chỉ liên lạc nhằm mục đích truyền bá minh triết thiên liêng còn gọi là thông thiên học. Sách được tặng hoàn toàn miễn phí. Địa chỉ liên lạc để nhận sách biểu: Nguyễn Trung Nghĩa, 58 Crotona Hill, Ojai, 93023 USA.
và một số các tên người liên lạc. Mình quyển này mình đọc từ ebook. Thì bạn nào muốn thông tin thì để mình copy lại chứ đọc nó nhiều quá. Tiếp con một đoạn nữa. Câu hỏi đó được nêu ra. Có một đoạn mình đọc luôn ha. Câu hỏi đó đã được nêu ra ít lâu sau khi câu chuyện này được đăng lên vào tạp chí của chúng tôi. Tôi liền gửi ngay câu hỏi đó cho Sirin để biết ý kiến của em ra sao. Nó trả lời như sau. Thật rất đúng như lời của người đặt câu hỏi. Tôi chỉ là một đứa bé, sự hiểu biết còn ít ỏi, và tôi sẽ giúp được nhiều việc hơn nữa khi tôi được hiểu biết thêm. Tuy nhiên bây giờ tôi đã có thể làm được chút ít việc. Vì có rất nhiều người chưa học hỏi về thông thiên học, mặc dù họ biết nhiều hơn tôi về các phương diện khác. Huynh cũng rõ khi Huynh muốn đi đến một nơi nào đó, thì một đứa trẻ biết đường sẽ ít lời cho Huynh hơn là 100 vị bạc học không biết đường hướng đến đó. Rồi, hết sách. Cảm ơn các bạn, cảm ơn người gửi sách.